Welcome, we're in our second room in Singapore. This is the Furuma. And I'm just kind of giving you a little bit of tour of the room. Where we going, honey? We go to Chinatown. Walking. Walking to Chinatown? Heading to Chinatown. Chinatown. Chúng ta đón về. Nước gì? Coi chặt thời đi thấy coi kìa. Wow. Đã đủ gì không đây? Nóng không nhiêu? Em muốn chung lạnh rồi. Đầu của sao đi, nóng hở lắm. Bình thường, Việt Nam vậy thôi. À, em ở em. Tôi nên còn được nè. Gì? Còn được lít chi, còn được dài, dài dài. Từ bây giờ, thứ nhất Singapore, thứ hai Thái Lan, thứ ba Indonesia. Là em sẽ cho Honey chọn đồ ăn. Tại vì anh search trên YouTube anh biết rồi, em không có biết. Cho nên là em sẽ không có đòi hỏi nữa. Em đi ra thách cái món này thì em hỏi Honey có ăn được không? Ok. Còn về Việt Nam, riêng Việt Nam em sẽ chọn, tại sao Việt Nam có món đồ ăn ốc, ăn đồ nó nát chút xíu, em chọn. Anh đồng ý không? Đồng ý. Hồi xưa Việt Nam cũng vậy đó. Ghê cầm quá. Sao đó? Ủa, hỏi đơn giản. Có tre nữa. Gì đó? Ừ, tre đó. Để tre mà. Uống trái cho cô. Đó, muộn cho thử. Thử đi cô. Phải không vậy? Phải tre hoặc chạo vậy? Cháo quá, chè à, chơi đến nói chuyện gì hả? Chơi duyên được mua đạn cái mua đạn cậy
chỉ một giọng không biết chứ. Trời ơi, em che là em thì rú. Anh cái này không? Không được. Mua cái này á, à? Cái này. Một thứ đấy. Cái này là sea coconut, à, sea coconut, à. Không cần là apple. Năm mươi lăm. Ok. Come on.